Toàn thể mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh Hàng Việt Nhật Bản. Mình là Tuấn Anh đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một lô máy mới cập bến siêu đẹp, đa chức năng, đa dạng, nguyên bản Mugen nha anh em ha. Nguyên bản Mugen, chính hãng của Makita, điện áp 100V. Mời anh em xem tham khảo, anh em có nhu cầu sử dụng máy nào liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888789. Đợt máy này thì có rất là nhiều loại nha anh em. Máy đục hai chức năng, chuyên đục một chức năng, cắt góc, khoan bê tông, cắt đa năng ha, cắt gỗ, máy thổi, máy bào, bắn vít, khoan nhỏ gọn cầm tay, máy khò, chài ống vuông, chài nhám gung chữ nhật, cưa lọng, chài nhám gung xoay luôn anh em, bu lông 1/2, 3/4 ha. Có cái đầu con máy QH22, còn rút ở đó nè, bu lông ha, đầu 1 inch, siêu mạnh mẽ cho anh em sử dụng chuyên dụng nha. Cưa lọng mình gắn lưỡi trực tiếp cho anh em xem đó, test máy cụ thể. Phương thức thanh toán bên mình khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng thì bao ship nha anh em. Đó là phương thức thứ nhất ha, chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng bao ship. Phương án thứ hai là khi anh em muốn nhận hàng giao hàng tận nhà anh em, nhận hàng anh em thanh toán thì cái đó mình không bao phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển bưu điện nó thu, đơn vị vận chuyển thu không phải mình thu. Anh em lưu ý đó giùm mình. Ok. Những con máy lớn. Ví dụ máy này, máy đục ha. Hay là máy bu lông, máy lớn thì anh em làm cọc cho mình 10% giá trị đơn hàng mình mới gửi hàng nha anh em. Còn ví dụ máy nhỏ, máy mài ha, chạy ấm gung đó. Giá trị nhỏ, gọn nhẹ thì ship code không cần dần cọc nha anh em ha. Và đặc biệt một điều, anh em cũ, những anh em nào đã mua hàng mình rồi thì không cần dần cọc gì cả, thích mã nào mình gửi mã đó. Ok, thì sơ lược qua cho anh em nắm vậy thôi, mình không để làm mất thời gian của anh em nữa, hãy bước vào phần review chi tiết. Ok, hãy đăng ký kênh, ấn vào cái chuông để theo dõi nhiều cái máy mới nhất nha anh em. Let's go. Đầu tiên xin chân thành cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ mua hàng bên mình, và đặc biệt là những anh em đóng góp ý kiến cho mình thật cực kỳ bổ ích. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng tiến bộ hơn để phục vụ nhu cầu anh em nhiều hơn ha. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào con máy đầu tiên, là con máy sử dụng dễ dàng, rộng rãi và đa chức năng nhất, đó là con máy mài ha. Máy mài gốc anh em có thể sử dụng được cắt sắt, cắt gỗ đầy đủ nha anh em. Con dạng này thì quá đa dạng rồi, không còn cần gì phải giới thiệu nhiều nữa. Ok, thì con đầu tiên mình giới thiệu anh em sẽ là một con máy đến từ thương hiệu chữ nhật không. Anh em phải xem trực tiếp chữ nhật không ha. Thì con này điện áp 100V, 650W, 9.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Sử dụng cái đĩa một tấc ha. Đây anh em có thể xem trực tiếp tay mát đây, ngoại hình nha anh em. Ok ha, còn rất là mới, anh em thấy đầu óc sơn của nó còn rất là mới anh em ha. Ok, về nguồn dài thì trung bình 3m nha anh em, tất cả máy mài về nguồn trung bình thì 3m hết nha. Test chức năng anh em xem. Máy đầu tiên mã 876 giá 300.000 đồng nha anh em. Tám bảy bảy là một con máy mài đến từ thương hiệu Hitachi, con này tem mát đầy đủ ha. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 720W, 7.4A, 12.000 vòng trên phút anh em. Sử dụng đĩa một tấc, con này đời cao, sản xuất năm 2017. Đây, màn hình đây. Ok anh em, còn rất là mới ha. Màu anh em mẫu màu đen này anh em xài không sợ dơ luôn anh em, xài hoài ha. Điện áp 100V anh em lưu ý ở giùm mình nha. Rồi, dây nguồn nó dài 3m, tới chức năng anh em xem, công tắc nó nằm phía dưới đuôi nha anh em. Êm ái, nhẹ nhàng, đơn giản, gọn nhẹ ha, của hãng Hitachi. Mã 877 giá 350.000 đồng anh em. Con này rất mới ha, anh em có thể xem. Còn rất là ok nha.
Tiếp tục 878, một con máy đến từ thương hiệu Makita. Con này rất mới, con này mình thường giới thiệu anh em rất là nhiều lần rồi ha. Đây, công suất của nó là 720W, 12.000 vòng trên phút anh em. Điện áp 100V, 7.4A. Đó, của Makita, dây nguồn dài 3m. Test chức năng anh em xem, công tắc phía dưới đuôi. Mã 878, giá 400.000 đồng nghe nè. Con này rất là đẹp, xịn, êm ái, mạnh mẽ. Mạnh mà êm nghe anh em. 879 ha, con máy mài quá là quen thuộc luôn rồi. Con này thì sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. 9533BL. Điện áp 100V, 7.4A. 720W, 9.000 vòng trên phút anh em. Dây nguồn dài 3m ha. Cái chức năng anh em xem công tắc phía dưới đuôi. Máy cực kỳ yên nha anh em. Và khi máy hoạt động chỉ nghe tiếng gió thôi ha. Rất ok nha anh em. Cực kỳ êm máy trơn tru. Máy khi máy hoạt động chỉ nghe tiếng gió thôi ha. 879, giá 450.000 đồng anh em. Máy xịn ha. Máy mài độc lạ 934, anh em có thể xem màn hình nó đó đây. Nó rất là độc nha anh em. Dạng máy mài mini á, công suất nó thấp, nó nhỏ. Điện áp 100V, 30W nha anh em. Con này có 30W thôi nha ha. Dành cho anh em lớn tuổi mài sử dụng dĩa này cắt hoặc mài những cái dụng cụ nhỏ gọn nhẹ ha. Dây nguồn dài khoảng 4m nha anh em. Có dây nguồn dài khoảng 4m. Tới chức năng cho anh em xem. Con này thì nhỏ gọn nhẹ, dành cho anh em sử dụng chức năng đơn giản. Cắt mini thôi nha anh em, cắt hoặc mài mini ha. Thì mã 934 giá 300.000 đồng nha anh em. Nhưng mà có điều rất là độc ha. Đây, hình dáng nhỏ gọn nhẹ và độc. 934 giá 300. Tiếp theo, máy bắn vít chuyên dụng Makita 6950, 3.2A từ 0 đến 2200 vòng trên phút. Điện áp 100V, 300W ha. Công tắc đảo chiều phía đuôi nha anh em. Con này đặc biệt một điều, dây cái bó dây điện nguồn nó dài trên 7m nha anh em. Ha, 7m, bó dây nguồn dài trên 7m. Tích chức năng anh em xem. Điều góc cò. Đảo chiều nha anh em. Máy rất là êm ha. Anh em nào đi sử dụng công việc mà cần phải có những con máy mà dây dài thì xúc con này về chơi cho mình. Rất là dài nha anh em. Cỡ 7m ha. Đó, có hơn. Đó, mã 925, máy bắn vít chuyên dụng, có cấp chữa có búa nha anh em. Máy bắn vít chuyên dụng đều là có cấp chữa cấp búa đầy đủ ha. Mã 925 giá 400.000 đồng. chín hai bốn ngoài của hãng Hitachi nha anh em. Tem mát đầy đủ ha, đó là QH12VA. Điện áp 100V nha, 320W, 3.4A từ 0 đến 2200 vòng phút. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Dây nguồn nó dài khoảng 5m nha anh em, 5m ha. Tới chức năng cho anh em xem. Có thắng từ đầy đủ nha anh em. Đảo chiều, dây tốc cò,
có gấp trượt, có búa đầy đủ, máy bắn vít chuyên dụng Hitachi 924, dây điện nguồn dài 5m, giá 450.000 đồng anh em. Máy bắn vít đời cao của hãng Hitachi ha, anh có thể xem những cái con máy mà tem dưới đây toàn đời cao không anh em. Đó, điện áp 100V, 400W là con này hiện tại là mạnh nhất của dòng Hitachi để mà so kè với hàng bắn vít đầu khía của Makita anh em. Điện áp 100V, 400W, 4.2A, từ 0 đến 2600 vòng trên phút. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng Nhật Bản có cái móc luôn. Ha. Test chức năng anh em xem. Rất là led nha anh em. Nhiều tốc cò. Thắng từ đầy đủ, đảo chiều. Điều tốc. Thắng từ đảo chiều đầy đủ, có búa, có cấp trượt ha. Máy bắn vít Hitachi màu vàng. Con này bị không mình không mình bị rớt mất tiêu cái tem mã số nghe anh em. Ha, anh em mà cần lấy máy này thì nhắn cho mình là máy bắn vít Hitachi màu vàng. Màu vàng nha anh em. Là máy này giá của nó là 500.000 đồng anh em. Tiếp tục máy cắt gung ha. Máy cắt gung này giống những con đợt trước mình hay giới thiệu với anh em, nhưng mà con này bị mất tay mất mát rồi anh em. Công suất là 500W, điện áp 100V, từ 2.000 đến 16.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Có dây tóc phía dưới đây ha, máy cắt gung. Test chức năng cho anh em xem, điện áp 100V nha. Cho nó trượt lên. Điều tóc nha anh em. Máy này dành cho anh em sử dụng chức năng cắt gung ha. Mã 940 giá 400.000 đồng anh em. Mài khuôn mini nhỏ gọn của Arion, con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. Tem mát cực đẹp, màu hình rất là ok luôn anh em. 15.000 vòng trên 1 phút. Điện áp 100V 60W, nó có một cái lưỡi và một cái cỡ kèm theo như vậy. Ha, thì mình sẽ tặng anh em luôn. Đây, ngoài nó đây. Cái móc treo này nè. Điện nguồn khoảng 3m. Cái chức năng cho anh em xem. Máy đang hoạt động nghe anh em nghe tiếng máy không? Rất là im ha, mài khuôn nhỏ gọn. Đó, cái này anh em cầm anh em tháo cái cỡ ra, cái này tháo ra được có 2 vít nè. Em muốn mài cái gì đó ha, cắt cái gì nè. Em đưa vô, anh em mài cỡ gì đó sẽ có cái cỡ này cho anh em sử dụng. Đó. Anh em cần sử dụng việc gì thì cái này đều giải quyết cho anh em hết. Máy mã 941 giá 300.000 đồng anh em. Rồi, rất là đẹp nha. 941 tem cực kỳ sáng bóng luôn nè. Ngoài ok, cỡ đầy đủ. Giá chỉ có 300.000 đồng. Quá rẻ luôn. Nhưng máy xịn sò ha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em cái loại máy rất là tiện. Đây, mình hay giới thiệu anh em cái này nè. Mà anh em hay nói là đánh giấy nhám rồi đó, đánh cước rồi đó nè. Mình cố gắng vô thử cho anh em xem nè. Mình đánh cước thì mình gắn vô gì đánh nha anh em. Còn mình đánh bóng xe thì mình mua cái gì đánh bóng xe ha, thì mình gắn vô cũng y chang vậy thôi. Rồi mình đánh đó, rất là tiện, cái loại này rất là tiện luôn anh em. Em sử dụng đánh bóng xe nhà mình ok luôn nè. Giá mấy trăm à ha. Vừa tháo ra tháo vô cũng được, đánh nhám cũng được, đánh cước cũng được, đánh bóng xe cũng ok. Rồi trên tay mà mã 882 con này của hãng Makita nha anh em ha. Cái tên gọi của nó là khoan góc, nhưng mà chức năng nó khoan góc mình hơi sử dụng rất là nhiều loại ha. Rồi chiếc khoan góc dán máy mài, con này khoảng Makita nha anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. 300W thì 100V, từ 0 đến 1400 vòng trên phút nha anh em. Đầu 10 ly ha, đầu 10 ly
con này có đều tóc luôn, có đảo chiều đầy đủ nha anh em. Bấm nhẹ là chậm nha anh em. Đảo chiều luôn nha anh em. Khoan ra không vô nè. Đó. Đảo chiều, đều tóc đầy đủ, đa chức năng, đánh cước ngon lành cành đào như con này ha. Rồi. 882 giá 400.000 đồng của Makita nha anh em. Rồi rồi tới con này, mà nói tới con này thì phải có con này. Tại vì sao hai con nó là một thể loại nhưng mà con này mất tay con này khó ha. Mình xin chia sẻ thông số chung hai con một lượt. Điện áp 100V, 410W từ 300 đến 2300 vòng trên phút. Tại sao? Nó có gì tóc dưới đây. Ok chưa? Bây giờ mình quay cái này trước cho anh em xem ha, chút xíu quay máy này. Rồi, dây nguồn dài 3m. Khoan gốc dán máy mài, công tắc trượt. Điều tóc. Em chưa? Ha, cái này bản demo mình quay mình gắn thử cho anh em xem. Anh em không cần nhất thiết phải đánh lấy cái này đây đánh cái nhám, anh em có thể đánh bóng được. Mua cái dĩa đánh bóng nó có cái đuôi phía sau giống như này nè, đuôi phía sau. Gắn vào đây, đánh bóng xe đẹp khỏi ra tiệm. Ha, rửa xe xong đánh bóng như xe mới luôn nha anh em. Dành cho anh em kỹ ha. Đây. Thì mình có 6 cấp độ điều tóc, anh em muốn nhanh chậm kiểu nào cũng được ha. Nè, 1 2 nè. 3 4 5 6 đó. Này nhanh thôi. Mình chậm thì trả lại. Đó, máy móc là phục vụ cho mình thích làm gì làm đó. Công tắc trượt em anh em trượt lên em tắt nhấn nút này. Là tự động tắt. Ok chưa? Của hãng Hitachi. Mã 83883 có điều tóc lợi hại hơn con kia chút xíu. Giá càng chút hơn chút xíu 450.000 đồng. Rồi. Thì con này thôi. Con này thì nguyên bản nguyên zin tem mát đầy đủ đẹp hơn con kia chút xíu. Nè, tem chính hãng còn luôn anh em, điều tóc luôn, đầy đủ. Đầu óc sáng sủa sạch sẽ hơn, vẫn sử dụng chức năng như vậy luôn. Test chức năng thôi. Thông số thì không có khác gì con kia. Ha. 400W từ 300 đến 2300 vòng trên phút, điện áp 100V của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Test chức năng cho bắt trượt. 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Ok, 884 giá 500.000 đồng, đẹp hơn anh em ha. Tùy nhu cầu sử dụng anh em cần máy đẹp thì lấy máy này. Cần chức năng thì lấy con Makita. Rồi. Thế thôi. Máy khò nhiệt Hikuki. Tem niêm phong còn luôn anh em. Máy này chưa hoàn toàn chưa tháo nha. Mình chưa tháo ra luôn nha. 1200W, điện áp 100V. Từ 250 đến 500 độ C. Công tắc nó có 2 cấp. Anh em xem tắc 1. Nó đi tắc không? 1 cấp, 2 cấp. Đó. Ghim điện rất tiếng năng anh em xem liền. Máy khỏi nhẹ nha anh em. Đây là chức năng khò nhiệt 500W nè, 500 độ C nè ha. Đây là 250 độ C. Đó. Còn đây là tắc 250. Tắt lên trên 500. Máy này cực kỳ êm ái, nhẹ nhàng luôn, máy còn nhiệt nha anh em. Nóng. Con này của hãng Hikuki, tập đoàn Hitachi Kuki ha. Đó. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Có móc treo luôn, gọn nhẹ. Nguyên bản nguyên zin nha anh em. Cái tem niêm phong còn chưa tháo ra nha. Mã 902 giá 300.000 đồng. Dành cho anh em thích máy khò. Máy khò chứ không phải máy sấy nha anh em. Máy khò là chủ yếu tập trung vào khò nhiệt ha, còn máy sấy nó có gió trong đó nữa. Em lưu ý kỹ điều đó giùm mình nha. Rồi, tiếp theo. Phép về camera sẽ tới xíu. Ha.
tiếp tục sẽ là những máy chà nhám anh em. Chà nhám rung. Giờ có hai máy bào, giờ chơi hai máy bào trước cho anh em nè. Máy bào Makita lưỡi 82 ha. Điện áp 100V, 480W, 5A, 16.000 vòng trên phút của Makita, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản anh em. Anh em phải xem. Cặp lưỡi zin theo máy. Một lưỡi, hai lưỡi bán ngót mới chát nha anh em. Lưỡi zin theo máy ha. Tùy chỉnh độ thông sâu. Ra. Vô. Đây anh em hãy xem ha. Ngoại hình. Ok, test chức năng cho anh em xem. Vì nguồn dài khoảng 3m nha anh em. Mã 930 giá 400.000 đồng nha anh em. Tiếp theo 931, con này thì tay mát đẹp hơn, công suất mạnh hơn, 580W, điện áp 100V, 6A, 15.000 vòng trên phút của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, tùy chỉnh độ năm sau. Vào ra thoải mái nha anh em. Khép lại đây. Ok. Lưỡi. Một lưỡi còn nguyên. Hai lưỡi. Lưỡi zin theo máy. Còn mới, còn đẹp, còn bén nha anh em ha. Về nguồn dài 3m. Test chức năng cho anh em xem. Mã 931 giá 450.000 đồng. Chà nhám. Anh em làm gỗ có mấy chà nhám thì rất là ngon nè. Chà nhám vuông nhỏ ha, của hãng Ruby. 170W, điện áp 100V, 1.8A, 12.000 vòng trên phút nha anh em. Nhỏ gọn mini ha. Đây anh em xem. Cái nắp vuông nhám đây. Phần sau nha. Phần trước nha. Anh em xem nha. Phần trước đây đó, kẹp cái nhám. Rồi, dây nguồn dài 3m, test chức năng công tắc phía trước. Mã 903 giá 200.000 đồng. 200.000 đồng nha anh em. Con này là vuông, to hơn con nãy nha anh em ha. Cái này là khoảng 120. Đây ngoại hình. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, ngoại hình rất là ok, mới. Điện áp 100V, 180W, 13.000 vòng trên phút nha anh em, mạnh hơn con kia ha. Đây hai con giống nhau. Anh có xem. Ok chưa? Giống nhau ha. Để đây, sạch đẹp. Kẹp. Kẹp một kẹp trước. Một kẹp sau. Rồi, test chức năng anh em xem, trong đắt phía trên nha anh em. Máy móc cực kỳ êm ái ha. Rung rất mạnh. Đó. Rung mạnh, máy êm. Mã 904 giá 250.000 đồng. Quá trời rẻ anh em.
905 cũng vậy, y chang ha, thông số rõ ràng, đầy đủ đẹp, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Điện áp 100V 180W 13.000 vòng trên phút nha anh em. Trong tắt nằm đây ha. Đế sạch đẹp. Kẹp lưỡi một, kẹp giấy nhám nha anh em. Bên đây là ở phía sau ha. Thấy không? Thấy chưa? Rồi. 2. Cái nguồn dài 3m. Tất chức năng anh em xem. .905 giá vẫn 250.000 đồng anh em. Chài chữ nhám chữ Nhật nha anh em. Chài nhám chữ Nhật của hãng Nadia, mã 932, ngang 90 dài 180, này chữ Nhật nha anh em ha. Thì đây, cái que đây, đó, kẹp thử một bên. Bên này. Ở trên ở dưới đầy đủ. Điện áp 100V, 140W. 12.000 vòng trên phút, 1.5A. Tiếp theo anh em xem cái nguồn dài 3m. Y máy nhẹ nhàng anh em. Nhưng mà rung lại mạnh nha, rung cực mạnh nha. Mã 932 giá 250.000 đồng nha anh em. Rất là rẻ. .933 con của Makita ha anh em. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. 2A. 160W, 10.000 vòng trên phút, ngang 100. Ngang con này ngang 90 và 180 nha anh em ha. Điểm ở đây. Vẫn còn nguyên ha, em ơi xem. Con này thì tháo ra nằm phía trên đây. Em ơi tháo ở trên đây. Bẻ ra. Kẹp nhám vô đây. Rồi xong gài lại. Phía dưới cũng vậy nha anh em. Phía sau cũng y chang ha, không khác gì hết. Tháo này ra, bẻ lên. Ok. Tới chức năng em xem về nguồn gin, máy nguồn gin nguyên bản ha. Cảm ơn. Về nguồn của nó gần của Makita luôn, dài khoảng 3m. Mã 933 giá 350.000 đồng anh em của Makita nha. Tiếp theo, một con duy nhất chài nhám xoay. Chài nhám xoay nha anh em. Con này thì đặc biệt một điều đó là xài với nhám dán. Nhám dán nha, anh em phải xem nè. Mua cái nhám gì dán rồi sử dụng thôi. Chài nhám xoay, mã 907 của hãng Philips. Tem mát đầy đủ hai bên. Điện áp 100V, 220W, 12.500 vòng trên phút, giấy nhám 125, thông số rõ ràng, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Ok chưa? Rồi, cơ bản là nó đáng lý là cái gì nó phải xây cái máy nằm yên nha anh em, mà mình quay cho anh em xem chơi ha. Rồi, ok. Công tắc phía trước, chỉ nguồn dài khoảng 3m, test chức năng anh em xem. Êm máy nhẹ nhàng, chế nhám xoay. Đặc biệt lô hàng này chỉ có một máy duy nhất. Anh em nào cần thì liên hệ với mình ha. Ok. 907 giá 350.000 đồng. Một máy duy nhất 907 nha anh em ha. Nếu anh em so nó với máy Trung Quốc thì anh em mua máy Trung Quốc xài luôn khỏi so ha. Đó. Hàng Nhật không xài, xài hàng Trung Quốc thì thôi, mình không có ý kiến phát biểu nha anh em. 907 giá 350.000 đồng. Anh em thích xài đồ ba tàu thì anh em cứ xài chứ có gì đâu. Rồi, con này của Boss. Con này Boss xịn nha anh em, Boss đỉnh ha. 906, chà nhám góc. Hình như bàn ủi mà với nhám nhám dán nha anh em. Nhám dán ha. Rồi, tiếp tục. Đây là con này có gì đặc biệt. Made in Hungary, Hungary nha anh em. Điện áp 100V, 1.7A, 160W, 12.000 vòng trên 1 phút, chà nhám gốc. Thì con này cái điều đặc biệt, thương hiệu Boss
của Đức, gia công tại Hungary, nhập Nhật sử dụng rồi xong về Việt Nam, đơn giản vậy thôi. Nó đi bốn nước rồi đó nè, dữ không? Mã 906, test chức năng anh em xem ha, công tắc trên đầu, dây nguồn dài 3 mét. Cung rất mạnh nha anh em, cung rất mạnh ha. Ok, 906, trà nhám xịn boss, sản xuất tại Hungary, nhập Nhật, chuẩn xịn. Mã 906, giá 400.000 đồng. Tiếp theo, tiếp theo sẽ là một lô cưa lọng nha anh em. Mình sẽ lấy cái lô cưa lọng đem về cho anh em xem ha. Cưa lọng và cưa kiếm. Hôm nay thì cưa lọng mình sẽ gắn lưỡi vào trực tiếp luôn, quay cho anh em xem cụ thể cho nó dễ, có nhiều anh em không biết gắn cái lưỡi. Mình thử dẫn anh em gắn cái lưỡi. Chia sẻ đủ thông tin nhất cho nên có thể cho anh em sử dụng đơn giản gọn gàng nhất ha. Rồi, đầu tiên cưa lọng Hitachi, anh em có thể xem cái lưỡi nó gắn trực tiếp lại luôn ha, bộ phận đỡ lưỡi để khi anh em đẩy tới thì cái này sẽ đỡ lại, làm cho cái lưỡi mình nó chuẩn hơn, nó cắt gọn hơn ha. Con này của hãng Hitachi rất là đẹp nha anh em. Điện áp 100V, 350W, sản xuất tại nhà máy Yamagata, Nhật Bản, 3.7A, 3.000 vòng trên phút nha nè. Còn này nguyên bản ha. Test chức năng cho anh em xem. Anh em có thể thấy cơ cấu lưỡi nó hoạt động trên đây. Cái này sẽ giữ cái lưỡi lại. Khi anh em đẩy vô dán á, thì cái này sẽ giữ cho cái lưỡi nó chuẩn, nó không bị sọc sệt anh em. Mã 919, giá 300.000 đồng, tặng lưỡi kèm theo máy nha anh em. Có đá lưỡi, giữ lưỡi, có dìu tóc nha anh em ha, tùy chỉnh tốc độ động cơ. Còn tháo lắp lưỡi thì đơn giản thôi, không có gì khó khăn nha anh em. Đây có cái lỗ lục giác, anh em hãy xem ha. Em lắp vô rồi mình tháo ra cho anh em xem. Lục giác vào, dặn ra, rút cái lưỡi ra đó, rất là đơn giản. Khi anh em gắn vào thì anh em gắn vào đây đó, siết lại cho giữ cái chai lưỡi chặt lại nha anh em. Rồi xong, thế là đưa vào, kim điện vào, cưa thôi. Cái này có điều tóc nha anh em. Mã 920, quên chia sẻ thông số. Điện áp 100V, 400W, từ 800 đến 3.000 vòng trên phút nha anh em ha. Khoảng pha lúp đây, bao gồm thân máy và lưỡi theo máy đầy đủ. Mã số 920, giá 350.000 đồng nha anh em, có lưỡi theo máy đầy đủ ha. Cưa lọng Makita, đây đá lưỡi theo đầy đủ ha, gắn lưỡi sẵn. Tháo lắp thì đơn giản thôi, giống như con nãy thôi nè, bỏ cái này vào, dặn ra, tháo ra thôi nha nè. Đó,
rồi tháo ra xong bỏ lưỡi vô xiết lại ha, xiết cho nó chặt lại nha anh em, thì sẽ giữ lưỡi rất là chặt ha. Này của hãng Makita mã số 921 nha anh em, điện áp 100V 400W, 400W là rất là mạnh nha anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, 420A 3100 vòng trên 1 phút. Tới chức năng anh em xem. Mã 921 giá 350.000 đồng anh em. Lưỡi theo máy đầy đủ. Những của hãng Makita thôi, thì thao tác giống nhau đó, đây cũng có một giác đây ha. Điện áp 100V 310W từ 0 đến 3200 vòng trên phút của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Còn là có điều tốc nha anh em, có đá lưỡi điều tốc đầy đủ ha. Tất nhiên anh em xem điều tốc cò này. Lớp chỉnh cũng được nha anh em. Mã 922 giá 400. Lưỡi theo máy đầy đủ, lưỡi cắt gỗ của hãng Makita nha anh em, lưỡi đây ha. Tháo lắp đơn giản không có khó khăn gì anh em. Đó. 922 giá 400. 923. 923, con này rất là đẹp nha anh em, rất là mới ha. Có nắp bảo vệ đầy đủ. Điều đặc biệt là con này á, là cái kẹp lưỡi đứng nha anh em. Ngang bên đây hay bên đây đều là kẹp lưỡi được hết. Đó. Mỗi cái kết cấu máy khác nhau, tôi sẽ cho ra một cái máy khác nhau. Điện áp 100V, 460W nha anh em. 4.8A, con này là mạnh nhất trong lô cơ động hôm nay ha. Anh em hãy xem, 800 đến 3200 vòng một phút, xin lỗi nha, có điều tốc ở đây. Rồi, dìm điện vô dây nguồn dài 3m để gắn lưỡi vào, trực tiếp trong máy có hệ thống đỡ lưỡi nha, cho chỉnh lưỡi chỉnh nha, test chức năng cho anh em xem. Cái cưa lọng thì nó đơn giản, nôm na gọi là máy cưa thôi. Đó, nó dành anh em cắt những đường uốn lượn trên dáng ha. Thì anh em sử dụng máy này. Đó, có chân đỡ lại, đỡ cái này dùm cho anh. Cho anh em uốn lượn, nó sẽ rất là chuẩn, không bị lệch ha anh em. Mã 923 giá 450.000 đồng anh em. Máy xịn đẹp ha, nguyên bản nguyên zin. Rồi, tiếp tục. Cưa lọng dán cưa kiếm, cưa lọng dán cưa kiếm của này của thằng Boss nha anh em. Điện áp 100V đó, BMS 400BE tem mát hai bên, hàng này sản xuất tại Thụy Sĩ nha anh em, Queensland. Điện áp 100V từ 300 đến 3800 vòng trên 1 phút, 4.2A 400W. Đây, hướng dẫn cho anh em tháo lắp lưỡi ha, dặn nút này ra, xoay thuận chiều kim đồng hồ là gắp vô, muốn lấy ra thì dặn ngược kim đồng hồ, sau đó rút ra đóng nắp lại. Hướng dẫn cho anh em xem, đây mình sẽ tháo ra nè, ngược kim đồng hồ nè, lấy ra. Ok chưa? Gắn vô. Bỏ vô ngành này. Xoay thận kim đồng hồ. Rồi, nhấn vô là xong. Dính cứng ngắt ngay này. Rất là đơn giản ha. Con này thì nó là cưa kiếm, nó là cưa lọng dán cưa kiếm. Test chức năng cho anh em xem. Nhấn xuống. Đây. Điều tóc nha anh em.
lưỡi. Kết cấu máy thì sử dụng là cưa lọng, nhưng cái dáng lại thẳng đứng như cưa kiếm ha. Rồi có cấp độ sọc luôn nha anh em, 2, 1, 0 ha, có thể chuyển bất cứ cái nút nào đó, 2, 1, 0. Rồi mã 8, 12 giá 500.000 đồng anh em. Cái lưỡi này thì anh em có thể mua lưỡi dài cũng được ha, lưỡi dài đây cũng được, mà khi mình ở nhà mình có lưỡi ngắn mình gắn như làm bản demo cho anh em xem thôi. Boss sản xuất Wizland, xịn, công suất cực mạnh đó, 400W, có gì thì điều tóc đầy đủ ha, công tắc bóp luôn, sử dụng như một cây cưa kiếm. Dạ mã 8, 1, 2 giá 500.000 đồng anh em, tặng lưỡi theo cho anh em sử dụng demo luôn. Anh em cần lưỡi dài em có thể mua trên rất là dễ dàng mua, không có khó khăn gì anh em. Tiếp theo nói tới giờ mà cưa lọng dán cưa kiếm thì quay qua tới đi là sẽ có cưa kiếm nha. Này đây mình gắn thử cái lưỡi cho anh em xem. Những con này thì anh em chỉ cần xài cái lục giác thôi, lục giác giống như cưa lọng thôi. Rồi dặn ra, dặn cho lỏng ra ha. Đây cái này nó sẽ giỏng ra đó. Rồi ráp cái lưỡi cưa kiếm vào. Đây, đây mình có cái lưỡi cưa kiếm nha nè. Anh em để ý nha, nó sẽ có một cái lỗ đây nha, nó gắn vô cái ngàm ở đây ha. Rồi siết lại thì mấy cây kia cũng vậy thôi, có những cái dáng cưa kiếm đặc biệt thì dáng khác nhau thôi, chút xíu mình sẽ giới thiệu anh em. Còn những cái dáng phổ thông, cái dáng phổ thông thì nó sẽ xài cái lưỡi này ha. Rồi tới chức năng em xem thử nha. Ok nha anh em, đây cái dáng lưỡi nó đứng đây. Con này dành cho anh em cắt sắt ha, cắt gỗ, ống nước, mica alu gì đó, rồi những thanh sắt anh em đút chờ em cắt gì nè, là xong. Đó, cắt gỗ, cắt gỗ gắn lưỡi, cắt gỗ cắt sắt, gắn lưỡi cắt sắt ha. Thì thao tác các tháo lắp đơn giản như con kia thôi, không có gì khó khăn đâu. Tức lục giác thì dặn ra, dặn hai vòng đó, lỏng ra này, tháo ra thôi, chưa được thì thêm một vòng nữa rồi tháo ra là xong ha. Mã 913 này thì công suất của nó là 350W nha em, để 100V ha. 913 giá 300.000 đồng, khi anh em mua máy thì tặng anh em một lưỡi nha, theo máy cho anh em sử dụng thoải mái, cách tháo lắp mình đã hướng dẫn rồi, ok chưa, quá là đơn giản luôn. Tiếp theo nữa, một cái dán cưa kiếm nhưng mà cái đầu của nó lại gắn ở trên đây thì càng dễ xài hơn nữa, anh em mua bất cứ cái lưỡi nào cũng xài được đó. Gáp vào, xoay vài vòng cho nó chặt cái nè, nó càng chặt càng tốt tại vì nó sẽ giữ được cái lưỡi này chuẩn. Rồi ok chưa, con này của hãng Ryobi, điện áp 100V, 1.7A, 150W, từ 0 đến 4.500 vòng trên phút nha anh em. Đó, dây nguồn dài 3m thì con này cũng đơn giản thôi, thì nó cũng gì vô xài thôi. Dây đốc cò này em cưa chậm nè, cưa nhanh nè ha. Đơn giản gọn nhẹ thôi, anh em thích cưa gì em cưa đó. Đó, cưa gỗ, cưa sắt, cưa ống nước, có mấy cây cây này để dành cưa ống nước ngon nha nè, để vô là bấm hai lần e hẹ là xong rồi. Cưa bằng tay thì nó lâu nó mệt, còn có máy thì tiện hơn đó. Mã 914 giá 300.000 đồng nha anh em. Có những cái máy dáng phổ thông cái lưỡi nó xài chung với nhau, anh em mua anh em dễ xài, dễ lựa. Con này thì sao, con này thì để mình xem nào, con lục giác ở đâu, con lục giác nằm bên đây nha anh em, lục giác nằm bên đây thì gắn thấy con lục giác vô dặn thôi, dặn lỏng ra xong. Anh em thấy cái chốt nằm đây không, chốt nằm đây, gắn vô chốt, gài vô cái chốt, gài vô chốt vẫn phải siết lại nó mới chặt nha anh em, chứ không phải gài vô chốt là xong ha. Nó chưa được gọi là auto lock, những máy auto lock nó khỏe hơn. Nó gài vô lỗ nè, siết vô rồi nó, anh em thấy nó siết chặt lại không, chặt lại nè, sử dụng bằng cây lục giác thôi,
gì là quất thôi. Sợi tóc nha. Rất là đơn giản. Sử dụng thao tác. Con này điện áp 100V, 350W nha anh em. 350W đó. Khoảng la LED mã 915 giá 350.000 đồng. Rồi tháo ra, sử dụng xong tháo ra, dặn vài ba vòng cái này lỏng ra, lấy ra cái một ha, thấy không? Này một cái dạng lưỡi chung, xài chung với nhau, đơn giản không gì khó khăn hết. Mã 915 giá chỉ có 350.000 đồng. Con này có điều tóc luôn. Rồi một dạng khác là dạng 916. 916 này á, thì là một dạng lưỡi hoàn toàn khác, auto lock. Auto lock nghĩa là sao? À, anh em tháo gì không? Nhấn vô. Nhấn vô cái nút bên đây này nha anh em. Nhấn vô nút này. Rồi. Nhấn vào, chặt xuống. Nhấn vào cái nút. Chặt xuống. Tháo ra. Ok chưa? Cứ lắp vào sao? Lắp vào thì để vào cái ngàm cho nó có cái ngàm. Cái ngàm nó vừa bằng cái lỗ này nghe anh em. Em nhìn cái này biết liền. Gặt lên là xong ha. Cái này lúc gắn vô anh em nhấn nút, tháo ra anh em nút này giùm mình. Xong, ok. Chi nguồn của này dài khoảng 4-5m ha. Khoảng black tracker 400W, điện áp 100V, từ 0 đến 5.500 phút. Hãng black tracker sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Test chức năng cho anh em xem. Lưỡi này lưỡi xịn theo máy nha anh em ha. Lưỡi xịn theo máy đó. Anh em coi lưỡi này. Điều tóc cò, anh em bấm chậm sẽ nhẹ, bấm mạnh sẽ nhanh. Ok chưa? Đây là một dạng lưỡi khác, auto lock dành cho anh em thích sự nhanh gọn ha. Mã 916 giá 500.000 đồng. Tặng lưỡi ghim nha, lưỡi xịn theo máy nha. Rồi đó là những con máy đa dạng về cưa kiếm. Còn nếu như anh em muốn một con máy phải nói là khủng bố, mạnh nhất, có điều tốc, có lực nhất để anh em cưa những đồ lớn thì đây, mã 97 nha anh em. Tem mát đầy đủ đẹp, Hitachi tem cực kỳ đẹp luôn. Dùng lưỡi dài 115, điện áp 100V, 650W, 6.8A, 800 đến 2.500 vòng một phút. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, chính hãng Hitachi, thương hiệu Hitachi có trên 100 năm nha anh em. Điều tóc tại đây ha. Đó. Một. Rồi bây giờ mình sẽ lắp thử cái đầu tiên mình sẽ lựa một cái con lục giác cho nó vừa cái này. Rồi vẫn là con bình thường thôi, lục giác vừa rồi. Mình sẽ lắp cái mũi lưỡi vào test cho anh em xem. À, cái loại này thì nó rất là đơn giản anh em. Cái chân này rất là đơn giản, rất là nhiều máy xài một cái loại chân giống nhau ha. Đảm bảo sự tiện dụng cho anh em sử dụng, dễ tìm mua. Rồi gắn lưỡi xe vào, anh em siết vào đây, siết cho hơi chặt tay nha anh em, siết chặt tay để cái lưỡi này nó giữ chặt. Test chức năng anh em xem. Điều tóc nha anh em. Rất là đơn giản nha anh em. Tháo lắp nhẹ nhàng, êm ái. Đó. Giờ mình sẽ tháo cái lưỡi ra cho anh em xem. Đó. Đơn giản gọn gàng. Cưa lọng Hitachi 917 giá 600.000 đồng nha anh em. Tặng lưỡi theo máy cho anh em luôn. Đó. Con này rất là mới nha anh em, giá chỉ 600 thì rẻ.
anh em cần máy lớn công suất lớn như xúc con này về xài bao bời bao khỏe. Tiếp theo về camera xíu nha anh em. Theo sẽ là một lô về máy thổi đi. Ok. Máy thổi. Đầu tiên, máy hút thổi hơi. Con này của hãng Bass. Công suất của nó là 550W, 5.8A, điện áp 100V nha anh em. Anh em lưu ý điều đó giùm mình, điện áp 100V ha. Rồi, hút đầu này, thổi cái đầu này nha anh em. Tới chức năng anh em xem con này có tiêu tốc luôn, dây điện nguồn dài khoảng 3m. Thổi tối đa là 2m nha anh em. Hút vào, thổi ra, anh em có thể hút bụi, hút khói, thổi khói ha. Đó, rồi anh em nào là sử dụng sàn và làm thợ mộc thì anh em thấy cái này để thổi bụi đó, cái móc rãnh đó, anh em mài, anh em khoan, anh em chà nhám gì đó sẽ dính bụi trên đó, anh em lấy cái này thổi sẽ bay ra sạch sẽ nha anh em. Mã 908 giá cực kỳ rẻ, chỉ có 300.000 đồng nha anh em. Tiếp tục 909, một con máy thổi hút thổi dán đặc biệt nha anh em ha. Con này thì dán của nó là dán đứng thẳng luôn ha. Hút ở đây luôn, thổi ở đây luôn, đó, rất là đặc biệt ha. Hút thổi lòi cũng ngon. Điện áp của nó 100V, 5.3A, 500W, thổi tối đa từ 1m2 tới 2m9 nha anh em ha. Thổi xa tối đa 2m9. Tên của nó là MUB400 đó, của Makita, sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản ha. Có điều tốc, con này có điều tốc nha anh em. Đó. Rồi ok. Tiếp chức năng cho anh em xem. Con này có điều tốc. Máy thổi của nó cực mạnh nha anh em, điều tốc đầy đủ ha. 4 cấp 5 cấp nha anh em, 5 cấp tiêu tốc ha. Đó, 1 2 3 4 5, hút đây thổi ra, dán rất là đặc biệt dành cho anh em có thể vừa hút vừa thổi tất cả mọi vật liệu anh em cần. Mã 909 giá 350.000 đồng nha anh em. 910, một con máy nhôm của hàng Hitachi. 911 của hàng Edman. Con này là cực kỳ bền bỉ, bao cho anh em sử dụng ha, thoải mái. Quản Hitachi logo khắc trực tiếp trên tay. Đây, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Công suất ngược lại nha anh em. Điện áp 100V. Thổi tối đa 1m5. 180W, 11.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Điện áp 100V nha. Quản Hitachi. Made in Japan. Con này made in Japan nha anh em. Nhôm ha, dày dặn. Đó, anh em có thể sử dụng thoải mái. Hút vào, thổi ra. Hút vào đây, thổi ra đây. Bền bỉ mạnh mẽ nha anh em. Con này thì anh em có quăng dục thì thoải mái ha. Rất là bền. Mã 910, máy hút thổi hơi siêu bền bỉ của Hitachi, Made in Japan, giá 400.000 đồng nha anh em. Nhôm nha anh em. Hút thổi hơi của hãng Edman. Đây. Tem mát. Chỉ có một tem mát duy nhất nha anh em. Công suất của nó là 300W. Điện áp 100V nha anh em. 12.000 đồng một phút. Hút thổi hơi, thổi bụi ha. Con này giá 300.000 đồng, mã 911 của hãng Edman.
ngoại hình này, này màu đỏ ha, rất là ok. Dây nguồn dài khoảng 3 mét, nhựa ABS. Tiếp tục là lô máy bắn bu lông. Đầu tiên bắn bu lông 926 của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, QH12i, điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2100 vòng trên phút anh em. Con này đảo chiều chỉ tay co, đầu của nó là đầu 3/4, dây nguồn dài khoảng 5m. LG đảo chiều đây, anh em thấy đây ha, trái phải. Trái phải là sao? Thay qua sang trái nha anh em. Coi đầu 3/4 ha. G xoay sang phải. Đảo chiều anh em, ga vào ha, mã 926, giá 500.000 đồng. Đầu 3/4, bắn tối đa 28 ly. Tiếp theo, con này đẹp hơn. Hitachi tem mát đầy đủ, nước sơn zin còn, đầu 1/2, đa dạng cho anh em dễ dàng sử dụng. Tem mát đầy đủ, QH12, HKKK, Hitachi Kuki, điện áp 100V, sản xuất tại Nhật Bản, 360W, 3.8A, 2100 vòng trên phút. Đảo chiều trực tiếp tại cò, LG trên dưới nha anh em, trái phải. Này mở ra. Con bắn bu lông chuyên dụng có cấp trực đầy đủ ha. G lao vào. Đảo chiều nhanh nha anh em, dành cho anh em bắn kích thoải mái. Bắn bu lông tối đa là 28 ly. Giá mã 927, giá 600.000 đồng nha anh em. Tiếp. Đây ra. Tiếp theo. Máy bu lông đẹp hơn, chỉnh hơn, đời cao hơn, đầu 1/2 của Hitachi. Và bu lông đầu 3/4. Siêu to khổng lồ. Mã 928 ha, bu lông đầu 1/2, đảo chiều trên dưới LG. Tương tự như vậy nha, nhưng mà con này đời cao hơn, đầu 1/2, có cao su nha anh em. Con này là UT14i. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2100 vòng trên phút của Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Con này đẹp hơn nha anh em. Ha, rất là đẹp, có tay cầm hỗ trợ. Máy nguyên bản nguyên zin, chưa qua sửa chữa tháo lắp. Dây điện nguồn mình đã thay rồi nha anh em. Ha, dây điện nguồn zin nó bị đứt, dây mình thay dây khác vẫn là thay dây của Nhật. Dây điện nguồn dài khoảng 5m. Dẻo dai, cách điện tốt ha. Em xem rất là mềm mại nha. Đây. Ok chưa? Rồi, test chức năng cho anh em xem. Đảo chiều LG trên dưới đơn giản thôi, ga. Mã 928, giá 700.000 đồng nha anh em. Con này đồng 1/2 ha. Đầu 3/4. Siêu to khổng lồ. 929, đầu 3/4, đầu 1 inch nha anh em. Sorry anh em, đầu 1 inch ha. QH22, cái tên huyền thoại là cái loại bu lông mạnh nhất hiện tại bây giờ. Điện áp 100V, 1140W, 12A, 1600 vòng trên phút. Cực kỳ mạnh mẽ nha anh em. Đảo chiều LG như máy nhỏ thôi. Dạ. Dạ. Bu lông chuyên dụng có cấp trượt nha anh em. Mã 929, giá 1.2 triệu nha anh em. Tiếp tục. Máy cắt đa năng Makita. Có hộp đựng bụi ha, cống thổi hơi, thổi ga. Đây, máy cắt đa năng nha anh em. Lưỡi 125, đế nhôm của hãng Makita. Có đèn LED, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Điện áp 100V, 11A, 1050W, 5500 vòng trên phút. Đây, lưỡi thay máy, lưỡi hợp kim xịn còn nguyên ha, lưỡi zin Nhật, đế nhôm sáng bóng sạch sẽ, có đèn LED. Dây điện nguồn dài khoảng 3 mét của Makita luôn. Tất chức năng anh em xem. LED
tắt, bật, có đèn led cắt được 15, 30, 45 độ, rồi xoay góc nha anh em, ok chưa? Test chức năng anh em xem có thắng từ. Tích hợp cắt được rất là nhiều thứ, cắt gỗ, cắt gạch, cắt đá, cắt tường, alu, cái mica nha anh em. Máy cắt đa năng lưỡi 125, anh em có thể sử dụng bất kể cái lưỡi nào gắn vào vẫn được. Ok, mã 935 giá 600.000 đồng. Tiếp theo, máy cắt gỗ. Máy cắt gỗ đời cao Makita, đế nhôm, lưỡi hợp kim 165, tùy chỉnh cắt 15, 30, 45 độ, có đèn led, có báo nguồn, mắt in da băng, điện áp 100V, 12A, 1140W, 4100 vòng trên phút, của hãng Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, đóng trực tiếp vào máy mắt in da băng, truyền nguồn dài 5m, có báo nguồn, có thắng từ, báo nguồn đây nghe nè. Khi anh em xem qua quay qua điện thoại, anh em có thể thấy là đèn nó chớp, nhưng mà ở ngoài đèn nó không chớp nghe nè, đèn vẫn là còn y nguyên, nó sẽ báo sáng thôi chứ không có chớp. Đèn led ok, có khởi động mềm, có thắng từ luôn anh em. Ok chưa? Tùy chỉnh độ sâu. Độ sâu 64 ly. Cắt độ sâu 64 ly nha anh em. Chốt nhanh, tùy chỉnh nghiêng trước sau, nghiêng trước sau như này, dây nguồn dài 5m, dây zin của Makita luôn, mã 936 giá 600.000 đồng. Tiếp tục, máy cắt 937, lưỡi 190, đế nhôm, tùy chỉnh cắt 15, 30, 45 độ, điện áp 100V, một lưỡi 190, 1050W, 4700 vòng trên 1 phút nha anh em xem. Con này cắt sâu 68 ly nha anh em. Test chức năng anh em xem, dây điện nguồn dài 5m, có thắng từ. Lưỡi 190, cắt độ sâu cực sâu, anh em có thể sử dụng thoải mái, cắt gỗ, cắt cây ha. Y máy nhẹ nhàng, thắng từ, an toàn khi anh em sử dụng. Nghiêng góc độ thoải mái 15, 30, 45 độ. Ghi nguồn dài 5m, chính hãng Makita. Mã 937 giá 550 ngàn đồng anh em. Tiếp tục sẽ là khoan nhỏ gọn cầm tay. Đầu tiên, máy khoan Hitachi mã số 887, con này hai chức năng, vừa khoan thường và bắn vít. Khi anh em chuyển chế độ bắn vít thì cái đầu này sẽ không xoay, có mặt tiếp xúc rồi bắn vào vít nó sẽ xoay. Còn chế độ khoan thường nó sẽ xoay thoải mái ha. Có đảo chiều điều tốc của hãng Hitachi. Điện áp 100V, 350W, 3.8A, từ 0 đến 2.600 vòng trên 1 phút. Hiện tại đang là chức năng khoan thường. Tới chức năng anh em xem. Đảo chiều.
đầu óc nhẹ nhàng. Đầu của hãng Hitachi luôn anh em, đầu 10 ly ha. Ok, rồi chuyển chức năng bắn dít, anh xoay qua. Cái dấu chấm này qua đây là bắn dít nha anh em. Khi bắn dít thì cái đầu nó sẽ không xoay khi anh em nhấn chơi. Khi có mặt tiếp xúc thì sao? Thì nó sẽ xoay nha anh em. Rồi chức năng bắn dít ha. Mở ra, bắn vào. Mà khi em lên chơi nó không xoay nha anh em. Rất hay ha, thiết kế rất là thông minh. Đó, mã 887 giá 350.000 đồng. Quản như ta chiên nha anh em. Tiếp tục 888 bản Black Electric. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Tay máy đầy đủ, có đảo chiều. Điện áp 100V, 550W, từ 0 đến 2.800 vòng trên phút. Dây nguồn dài khoảng 3m. Test chức năng khoan thường cho anh em xem. Có gì đắp còn nè, anh em bấm chậm như vậy nè. Đảo chiều. Đảo ra vô rất là nhẹ nhàng. Điều tốc nha nè, điều tốc chỉnh được luôn, đầy đủ ha. Điều tốc chỉnh, điều tốc cò. Chỉ sang chức năng khoan búa nha nè. Test chức năng khoan bê tông nha nè. Chức năng khoan bê tông, chuyển qua chức năng khoan thường. Ok nha nè, khi chuyển qua chức năng khoan bê tông thì máy sẽ chuyển qua chức năng có chế độ búa, anh em sẽ nghe tiếng cò 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 như nãy nè nghe. Em chuyển lại cho lần nữa cho anh em xem ha. Đó, giúp anh em khoan giả tường nhanh chóng gọn gàng hơn ha. Mã 888 giá 350.000 đồng. Tám tám chín Hitachi đầu 10 ly 420W, từ 0 đến 2.800 vòng/phút, đầu của hãng Hitachi luôn, có chức năng khoan búa và khoan thường, dây nguồn dài khoảng 3m, đảo chiều này nè, khoan vào, khoan ra. Ra và thoải mái ha. Test chức năng anh em xem. Hiện tại bây giờ đang là chức năng khoan thường nha anh em. Chức năng khoan búa. Ok chưa ha. Đảo chiều đầy đủ, đầu óc nhẹ nhàng. Điều tốc cò, điều tốc chỉnh, anh em tha hồ lựa chọn. Chỉnh là mức thấp nhất, mức mạnh nhất nha anh em. Đó, thì tóc cò không có luôn, nó chậm, nó nhẹ. Nó mạnh, nhanh. Mã 889 giá 350.000 đồng. Một con máy đến từ thương hiệu Boss. Chức năng khoan búa, khoan thường, đảo chiều, điều tốc. Tem hơi mờ, điện áp 100V, 400W. Made in Switzerland, từ 0 đến 3.000 vòng trên phút nha anh em. 4.2A, 400W. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Còn gì em bất tem, đầu bằng vali, dành cho anh em sử dụng chức năng của nó. Gạt money. Ok. Test chức năng. Đảo chiều, tăng ga.
con vào. Rồi, test chức năng cho anh em xem. Chức năng hoàn búa nghe này. Chức năng khoan thường. Điều tóc cò. Điều tóc chỉnh vẫn có. Đầu 13 ly dành cho anh em khoan sắt khoan gỗ thoải mái. Bán con này bán chức năng nha anh em. Đảm bảo anh em là hàng Đức xịn. Nếu Trung Quốc tặng anh em cái máy đền tiền anh em uống phê chơi. Mã 9890, giá 400.000 đồng. Hai chức năng. Tiếp theo Hitachi. Đẹp. Đầu gạt mani. Tem mát đầy đủ. Em có thể xem mã của nó là 891. Đảo chiều, điều tóc. Tem mát. Sử dụng mũi tối đa 16 ly. Điện áp 100V, 530W, 5.6A từ 0 đến 2.900 vòng trên phút. Ok chưa? Rồi, dây nguồn của hãng Hitachi luôn. Đây, đó. Dài khoảng 3 m. Test chức năng anh em xem. Điều tóc cò. Đảo chiều. Ra vào đơn giản. Test chức năng hiện tại bây giờ đang chức năng khoan thường nha anh em. Điều tóc cò. Bấm chậm nó sẽ bấm nhẹ chậm, bấm mạnh nhanh. Chuyển sang chức năng khoan búa. Nhấn nút này nha anh em. Ok chưa? Chuyển sang chức năng khoan thường. Điều tóc cò, điều tóc chỉnh đầy đủ. Chỉnh tới mức thấp nhất nha anh em. Mức cao nhất. Mã 891 đầy đủ chức năng, đầu 13 ly sử dụng mỗi mũi khoan tối đa 16 ly, made in Germany của hãng Hitachi. Germany nghe này. Hãng Hitachi full chức năng, giá 500.000 đồng. Tiếp tục sẽ là khoan hai chức năng là khoan bê tông nha anh. Trước cái khoan bê tông. Khoan gốc Makita mã 892. Con này thì anh em có thể tùy chỉnh xây bất cứ góc nào mà anh em cần khoan. Ha. Makita điện áp 100V, 7.5A, 710W, tua cực chậm từ 0 đến 600 vòng trên 1 phút. Của hãng Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Dây nguồn dài khoảng 3 m. Test chức năng anh em xem. Đảo chiều đầy đủ nha anh em. Ra. Xem cực chậm cho anh em xem nè. Vào. Ok chưa ha. Mã 892, giá 550.000 đồng nha anh em. Tiếp theo khoan hai chức năng của hãng Black & Decker. Tem mát hơi chóc nhẹ. Điện áp 100V, 5.8A, sử dụng tối đa mũi 18 ly, 0 đến 7.000 vòng trên phút nha. Sử dụng mũi khoan như là mũi khoan của hàng Bosch. Test chức năng giữ mũi cho anh em xem.
dây nguồn dài khoảng 4 mét. Test chức năng khoan thường. Có điều tóc này nè. Chức năng khoan búa. Hai chức năng đầy đủ. Có điều tóc chỉnh ở đây, này có thể tự động tùy chỉnh tốc độ động cơ. Mã 893, giá 550.000 đồng. Tám chín bốn. Tám chín bốn, một con máy chuyên dụng, một chức năng duy nhất, chuyên khoan bê tông. Khi tịch 2 ti. Dặn ngược kim đồng hồ để tháo mũi. Dặn thượng kim đồng hồ để khóa mũi. Test chức năng giữ mũi. Ok. Một chức năng duy nhất khoan bê tông 2 ti TE1, điện áp 100V, 500W, cực mạnh. Có tay cầm hỗ trợ ghim theo máy, hàng nguyên bản, chưa qua sửa chữa. Có điều tốc trò, anh em bấm nhẹ sẽ chậm, bấm mạnh sẽ mạnh. Một chức năng duy nhất chuyên dụng khoan bê tông nghe anh em. Anh em nào thợ điện lạnh cần mà khoan gút lõi á, khoan tường gút lõi, anh em sẽ mua cái này về xài, để dành cho nó chiên gút lõi luôn là rất là ngon. Để vô là chưa được 1 phút là lụm lỗ, chưa 1 phút là lụm lỗ nghe. Hãng 2T này thường châu Âu sử dụng rất là nhiều nè đó. Chất lượng đảm bảo, anh em yên tâm ha. Điện áp 100V chuẩn Nhật. Mã 9, mã 894, giá 650.000 đồng. 650.000 đồng nha anh em. Rất đơn giản. Có dấu đây. Mở ra, lắp vào. Lắp vào, mở ra. Có tay cầm hỗ trợ đầy đủ. Giá chỉ có 650.000 đồng nha anh em. Khoan Boss Made in Germany. Tiếp tục tiến tới với chương trình. Hai gạch 22E, điện áp 100V, 500W, tem mát đầy đủ, ngoại hình ok, Made in Germany chuẩn Nhật, điện áp 100V, 500W, 5.3A, mã số series đầy đủ, check series được, tay cầm hỗ trợ đầy đủ, chính mặt cương nha em. Test chức năng giữ mũi. Dây nguồn dài 5 mét, dây nguyên ghim, máy là nguyên ghim nguyên bản nha anh em, chưa tháo ra luôn. Đem về vệ sinh cho anh em xem, test cho anh em xem luôn. Cây búa hướng lên trời khi anh em sử dụng gì? Hướng lên là chức năng khoan thường. Cây búa hướng thẳng vào cái mũi khoan. Vì hướng này nè anh em, hướng này nè. Đây, búa là hướng này. Chức năng khoan bê tông, chức năng tạo nên thương hiệu của Boss. Đơn giản gọn nhẹ, Made in Germany, bao chuẩn hàng Đức cho anh em sử dụng, điện áp 100V. Mã 895, giá 750.000 đồng, có tay cầm hỗ trợ, anh em khoan thoải mái. Tháo lắp mũi đơn giản. Xong. Tiếp theo chương trình, máy đục chuyên dụng, một chức năng duy nhất, đục bê tông của hãng Makita. Con này điện áp 100V nha anh em,
thông số của nó là 0810 ha. 500W. 505W. Đó là thông số thật của nó đó nè. Khi anh em sử dụng nên siết hai con tán này lại, nhưng mình test mình để dễ dàng thao tác nên mình không siết cho anh em. Tháo ra, lắp ra rồi. Dây điện nguồn dài 5m của hãng Makita luôn. Dây gì? Test chức năng anh em xem. Mã 897, máy đục chuyên dụng, nhỏ gọn, mini, cầm tay, gọn nhẹ, cơ động cho anh em đục trên cao. Giá 600.000 đồng. Tiếp theo, máy đục Hitachi H41SA2, điện áp 100V, 1050W. 1050W, 11A, sử dụng mũi 17 ly. Test chức năng anh em xem nguyên bản nha anh em. Anh em xem đây, đây dây điện nguồn dài 5m. Điện áp 100V nha anh em, lưu ý giùm mình. Chốt, nhấn nút, dở lên, nhấn mũi đục vào, gài lại. Test điện cho anh em xem. Anh em thấy nó không đục đúng không? Thực chất là chưa có mặt tiếp xúc thì nó chưa đục. Đây. Ok chưa? Mã 897, giá 700.000 đồng. Tặng một mũi đục zin cho anh em luôn. Đục thép Nhật. Chuyên đục đời cao hơn của Makita. Makita HM0830, công suất 1050W, điện áp 100V, 11A, 2700 vòng trên 1 phút. Ngoại hình rất đẹp nha anh em. Dây điện nguồn dài 5m của Makita. Mình sẽ xem nó có chức năng khoan không anh em. Con này là máy một chức năng duy nhất là đục anh em, không có chức năng khoan nha. Dây điện nguồn 5m của Makita luôn. Tất chức năng anh em xem. Đơn giản. Chuyên dụng đục Makita, mã số 899, tên hiệu HM0830, giá 800.000 đồng. Tặng một mũi đục thép Nhật cho anh em sử dụng. Tới của máy huyền thoại cuối cùng, vừa đục vừa khoan, hai chức năng, 17 ly anh em, siêu to khổng lồ. Sử dụng mũi đục tối đa 38 ly, điện áp 100V, 12A, 1140W, 270 vòng trên phút của hãng Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Thay đổi tính năng đục bê tông bên đây, vừa khoan vừa đục bên đây, nghĩa là khoan bê tông á. Đây, chuyển qua chuyển lại nha anh em. Ok rồi, test chức năng con này thì nhấn chốt. Test chức năng đục dây nguồn dài 5m. Dây
năng đục ngay đây. Chức năng khoan bê tông. Con máy này khi anh em mua máy mình tặng một bộ, một cặp nha, một mũi đục, một mũi khoan đầy đủ cho anh em sử dụng. Đây, khi anh em bỏ vào, em nhớ chỉ chế độ dưới đây. Con máy này rất mạnh, cực kỳ mạnh ha. Khi anh em mua máy mình sẽ tặng một cặp. Đây là một mũi khoan, một mũi đục, toàn bộ là hàng Nhật Bản, thép Nhật hết, toàn bộ nha anh em. Ok. Mã 901 giá 1 triệu chẵn nha anh em. Tặng hai cái mũi không là hết rồi, 200 ngàn rồi nha. Đó là giá 1 triệu, 901 giá 1 triệu. Coi rất mới nha anh em. Để coi xem. Còn rất là mới, tem mát đầy đủ. Nhôm, nước nhôm, niếp và tay cầm rất là ngon. Dây nguồn dài 5m. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Tiếp tục hai con máy cuối chương trình sẽ là hai con máy cắt gốc nha anh em. Hai máy cắt gốc ha. Sửa sửa camera lại cho anh em xem. Đó, đây. 938. 938 là máy cắt gốc đến từ thương hiệu Hitachi. Con này sử dụng lưỡi 216. Sẽ cố gắng sửa cái camera cho anh em xem được rõ nhất có thể nha. Rồi, lưỡi 216, điện áp 100V, 1050W, 11A, 5000 vòng trên 1 phút, có thắng từ nha nè. Con này toàn bộ thân đế của nó, thân đế của nó toàn bộ bằng nhôm, nó bằng sắt, nhôm, củ máy bằng nhựa nha nè, củ máy nhựa. Cái này nắp bảo vệ thì mình không cần nói, nó tất nhiên nó phải bằng nhựa. Con này chỉ xoay được cái mâm ở dưới thôi ha. Xoay mâm đây. Cho nên em xoay tới đúng chuẩn rồi, anh em giữ lại cho em xích cái này xuống cho giữ cái mâm lại. Chặt tay nha, giữ vừa chặt thôi nha anh em, đừng có quá cứng nha. Đó, rồi nó sẽ giữ cố định một chỗ. Còn em muốn xây thì anh em dặn này lên ha. Rồi em xây, xây xong nó cố định lại. Ok chưa? Rồi mình sẽ test chức năng cho anh em xem nha. Toàn bộ phân máy thân nướng bằng nhôm hết nha anh em. Nhôm hết nha, nhôm của Nhật luôn á. Con này nguyên bản của Nhật ha. Không có bất kỳ một cái bộ phận nào của Việt Nam cả. Lưỡi theo máy là lưỡi hợp kim. Lưỡi 216, thông số tem mát đầy đủ Hitachi. Sử dụng lưỡi 210-216, các độ sâu 60mm. Đây, tem mát đầy đủ rõ ràng nha anh em. Test chức năng cho anh em xem. Có thắng từ đầy đủ. Mình sẽ tìm một miếng dán nhỏ mình cắt thử test lưỡi bán hay không cho anh em xem nha. Chắc thử miếng dán anh em xem ha. Đường chắc rất ngọt nha anh em. Tại dán này là dạng gỗ cùi, không phải gỗ. Mà mấy miếng dán lẻ tẻ nó ép lại nha. Nên cái nó dễ bị tươi nè. Mà dán gỗ xịn cắt rất đẹp nha anh em. Gỗ xịn cắt cực kỳ đẹp luôn. Lưỡi này cực kỳ bán, anh em cứ yên tâm sử dụng thôi. Xay nhẹ qua đây chút xíu nha. Chủ yếu test lưỡi cho anh em xem thôi, chứ máy hoạt động rất là ok. Đây. Ok anh em à, dán này dán ép hay sao anh em ơi. Anh em gần em nhìn em biết ha. Rồi ok. Chắc là đơn giản thôi, đâu có gì đâu phức tạp. Rồi thì máy có sao thì mình nói vậy cho anh em nắm hết thông tin. Ok, khi anh em nhận máy mà thấy mặt cưa là lúc này tại mình test đó nha anh em. Ok rồi,
máy cắt góc mã 938, giá 800.000 đồng, quá rẻ anh em, chỉ có 800.000 đồng thôi nha. Ok, để cái máy này một bên, tiếp tục với con máy 839. Thì con này đời cao hơn, đẹp hơn, xoay được nhiều góc độ hơn. Xoay như thế nào thì nó quay cho anh em xem cụ thể trong video. Đây, Hitachi C8FC, lưỡi 216, điện áp 100V, 11A, 5000 dòng trên 1 phút nha anh em. Tem mát đầy đủ ha. Ngoại hình, coi là ngoại hình rất là đẹp. Lưỡi theo máy, lưỡi hợp kim luôn. Và con này khác con kia thì nó có thể xoay chỗ này nè anh em. Chốt dở lên, xoay chỗ này nè. Đó, con này có thể xoay đây nha anh em. Rồi, điểm khác biệt là chỗ đó đó. Rồi, ngoài ra chức năng thì giống nhau. Xoay này, khóa, cái nút khóa bên đây nha anh em. Để anh em khi anh em xoay xong mà anh em khóa, anh em khóa bên đây. Ok, con này mới hơn, đẹp hơn. Toàn bộ thân đế vẫn là nhôm. Cái này bằng sắt, bằng nhôm. Và củ máy bằng nhựa, cái nắp bảo vệ bằng nhựa. Bằng nhựa nha anh em ha. Đó là điều mà mình không có nói rồi. Lưỡi theo máy là lưỡi hợp kim. Xịn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ test chức năng cho anh xem. Mình sẽ cắt 90 độ đi, cắt gì đi. Xiết này lại. Thì mình không có chuyên môn nên mình chỉ test máy cho anh em xem thôi nha anh em. Vì nguồn hãng Hitachi luôn nha. Con máy là con nguyên zin luôn á, chưa có sửa chữa, chưa có tháo lắp gì hết. Đem về quay cho anh em xem chơi luôn. Vệ sinh sạch là quay cho anh em. Chủ yếu á là mình muốn cho anh em nhận con máy thật sạch. Test này dính mặt cưa anh em thông cảm như mình. Lưỡi rất là bén nha anh em. Đơn giản thôi. Ok. Mình không chuyên môn, mình chỉ test máy cho anh em xem thôi. Anh em mà chuyên ngành chuyên môn của anh em thì anh em làm được nhiều thứ khủng khiếp hơn nữa với con máy này ha. Ok chưa? Rất là mới nè. Chốt đầy đủ ha. Đó, em mới xem ngoại hình của nó cụ thể như thế này. Đó, anh em nào đang có nhu cầu sử dụng thì hãy lấy con máy này xài đi. Thì nó chính hãng Hitachi, nguyên bản, nguyên zin, điện áp 100V, thông số đầy đủ, tem mát rõ ràng. Lưỡi theo máy, lưỡi kim cực bén. Ok. Mình xin chia sẻ cái con máy này. Mã số của nó là 939. Giá công khai 1 triệu chẵn nha anh em. Giá 1 triệu chẵn. Đó. Khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng, mình sẽ bao ship cho anh em. Còn nếu anh em muốn nhận hàng thanh toán thì vui lòng thông cảm, mình không bao phí ship nha. Phí ship của bệnh viện có thu chứ không phải mình thu. Ok nha anh em. Rồi. Thì đây là con máy cuối cùng mình quay cho anh em xem rồi. Kính mời anh em xem tham khảo. Anh em có nhu cầu sử dụng máy nào hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888759 ha, để biết thêm chi tiết. Ok, thì số đó là số Zalo, số Facebook và số TikTok. Tất cả một cái shop sổ của mình đều để ở phần dưới phần mô tả, anh em có thể theo dõi trực tiếp. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp anh em trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn gặp quý khách trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Xin cảm ơn.